Dạ Vâng xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Lực Tàng TV. Thì tiếp tục tình hình về những thông tin liên quan đến Tuấn Khỉ thì hôm nay Lực Tàng TV đã cập nhật được một thông tin liên quan đến gia đình của nạn nhân đã bị Tuấn Khỉ bắn chết trên cầu. Thì à, những cái thông tin hiện tại bây giờ là rất là ít về tình hình của Tuấn Khỉ cho nên là à, kênh Lực Tàng TV cũng sẽ liên tục cố gắng và cập nhật những thông tin mới nhất để gửi tới quý vị và các bạn. Thì như các bạn cũng đã biết cái vụ án cũng đã dần đến hồi kết và những cái thông tin hiện tại bây giờ cơ quan chức năng cũng như báo chí cũng chưa đăng lên nhiều cho nên là lực tàng TV cũng đang săn và tìm những thông tin thật hay và thật hấp dẫn để gửi tới quý vị và các bạn thì rất mong được sự ủng hộ của tất cả mọi người trong thời gian sắp tới thì cái tin tức chính ngày hôm nay là điểm tựa của gia đình nạn nhân nghe bị tuấn khỉ bắn chết rạng sáng ngày 30 tháng 1 tức mùng 6 Tết anh Vũ Chí Tâm công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Minh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh trên đường đi thăm chúc Tết gia đình họ hàng ở xã An Nhơn, huyện Cửu Chi. Về thì bị Lê Quốc Tuấn tức Tuấn Khỉ bắn chết để cướp xe nhằm tẩu thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng công an. Chúng tôi đã tìm đến gia đình anh Tâm và chứng kiến gia đình của anh. Anh Tâm hết sức khó khăn, vợ và hai con còn nhỏ, một cháu lên 10 và một cháu lên ba của anh Tâm đang sống trong ngôi nhà khoảng 10 mét vuông được xây trên phần đất mượn của họ hàng. Vợ anh Tâm chưa đi làm, do còn nuôi con nhỏ, gia đình hai bên nội ngoại cũng rất là khó khăn. Điều an ủi với thân nhân của anh Tâm là do anh Tâm có tham gia bảo hiểm xã hội, nên sẽ được hưởng chế độ tử tuất. Bà Trần Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Quản lý về điều hành bảo hiểm xã hội quận Thủ Đức, cho biết anh Tâm tham gia bảo hiểm xã hội 4 năm 9 tháng, từ năm từ tháng 5 năm 2015 đến tháng 1 năm 2020 của luật bảo hiểm xã hội năm 2014 do anh Tâm chưa đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm nên thân nhân không được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng nhưng sẽ được hưởng trợ cấp mai táng là 14 triệu 900 ngàn đồng và 43,257 triệu đồng từ bảo hiểm xã hội một lần cho những năm anh Tâm đã đóng bảo hiểm xã hội tổng cộng là 58 triệu 157 ngàn 060 đồng khi biết tin gia đình mình sẽ được nhận 60 triệu đồng từ quỹ bảo hiểm xã hội, chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung và anh Tâm xúc động chia sẻ: "Chồng tôi không may bị chết, là mất mát không gì có thể bù đắp được cho cả gia đình. Vợ con và cá nhân tôi, số tiền chế độ tử tuất của chồng tôi sẽ là điểm tựa cho gia đình tôi vượt qua khó khăn. Đến bao giờ tôi càng thấm thía hơn ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm xã hội." Luật sư Nguyễn Hữu Học đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh phân tích, bảo hiểm xã hội là một phần trong những trụ cột an sinh chính, giống như một tấm lưới chặn ngăn cho người lao động không bị rơi thẳng xuống đất khi không may rủi ro trong quá trình làm việc như tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc tử vong và thật là nguồn tài sản tích lũy bền vững cho người lao động để người lao động an tâm khi hết tuổi lao động. Tuy nhiên, vẫn có lúc có nơi xảy ra tình trạng doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động hoặc thậm chí người lao động thỏa thuận với không tham gia bảo hiểm xã hội đây là những việc làm không thấy được lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội vừa trái pháp luật vừa rồi là những thông tin liên quan đến à, gia đình của anh vũ trí tâm cũng đã bị à, thiệt mạng trong vụ án của Tuấn khỉ thì hiện tại bây giờ gia đình của à, anh vũ trí tâm là có vợ và hai con thì rất là khó khăn và ở trong một căn nhà được khoảng 10 mét vuông và đang là xây nhờ trên đất của người khác thì cái hoàn cảnh rất là khó khăn và anh Tâm là một trụ cột chính của gia đình cũng rất là may anh Tâm cũng đã tham gia bảo hiểm xã hội và cũng chưa đến thời gian nhưng mà cũng đã được bảo hiểm xã hội trợ cấp cho khoảng 60 triệu đồng thì gia đình vợ con của anh Tâm rất là vui vẻ và rất là cảm ơn những cái bảo hiểm xã hội thì chúng ta cũng đã biết chúng ta tham gia bảo hiểm xã hội là nó rất là tợ, lợi ích cho chúng ta về những cái thành phần ví dụ như chúng ta bị chui chẻo một cái vấn đề gì đó thì chúng ta sẽ được hưởng một phần trợ cấp rất là lớn và cũng gọi như là để trang trải được cái cuộc sống trong cái lúc khó khăn thì tình hình đến bây giờ hiện tại bây giờ thì gia đình cũng đã mai táng xong cho nhà anh Vũ Chí Tâm và những gia đình khác thì cũng chưa thấy là báo chí thông tin lên và kênh Tàn TV cũng sẽ tiếp tục để săn những cái tin đó để gửi tới quý vị và các bạn trong thời gian sắp tới. Còn hiện tại bây giờ tình hình của Tuấn Khỉ thì đến bây giờ hai chiếc xe vẫn chưa tìm ra được. Đó là cái nguồn cơ rất là để cho tất cả mọi người đáng để xem xét. Còn phần khẩu súng thì như chúng ta cũng đã biết là đã lấy ở một người bạn người quen của Tuấn Khỉ và được tiết lộ đó chính là Minshida và theo cái nguồn tin của người dân nói rằng là trước khi Minshida chở Tuấn Khỉ đi thì hai người này không phải cầm một khẩu AK đâu mà còn cầm thêm hai khẩu K59 nữa đó và đã tìm thấy hai khẩu súng ở trong cái hồ nước của nhà Minshida được trích xuất qua camera thì uh, chúng ta đã biết là năm khẩu và những cái nguồn gốc khẩu súng này được mua ở đâu hay được lấy ở đâu về thì cái đó cũng cơ quan chức năng cũng chưa đưa ra và đang trong diện điều tra còn về số người 12 người đang được triệu tập lên cơ quan chức năng Thì cơ quan chức năng cũng đang ráo riết để làm việc Và lấy những lời khai của những người này Và sẽ uh, tìm hiểu những cái nguyên do Và lý do tại sao mà được uh, cơ quan chức năng kêu gọi như vậy Mà vẫn cứ cố tình để giúp tuấn khỉ trong suốt 16 ngày Đó thì là những cái thông tin uh, đang còn tiếp tục Để chúng ta cập nhật và sẽ gửi tới tất cả mọi người Trong thời gian sắp tới Thì Một lần nữa kênh Lực Tàng TV cũng rất cảm ơn tất cả mọi người Đã ủng hộ kênh Lực Tàng TV trong suốt thời gian vừa rồi Kênh Tàu TV sẽ cố gắng cập nhật những thông tin mới nhất để gửi tới quý vị và các bạn. Rất mong được sự ủng hộ của tất cả mọi người bằng cách nhấn vào nút đăng ký cũng như ấn vào quả chuông để theo dõi được những tin tức mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những tin tức tiếp theo.